Trời ơi, điện thoại mà để tâm hơi tâm hắt trời. Ủa, trời trong có trong đâu. Bọc hả? Ủa, trong cái túi rồi, túi này chắc lắm nha. Để ủa? Túi này mới mua nè. Trời tưởng để tưởng để không không nghe rớt nghe nghĩ xài. Trời ơi, đây nè, có một cái ngăn kéo nè. Ngăn kéo để đồ nè. Ủa? Rồi cái ngăn mà để điện thoại là có thêm một cái ngăn kéo nữa. Đó. Trời. Đó. Có gì hay vậy? Mà để trong đây á mình vẫn cảm ứng được nha, vẫn cảm ứng di chuyển được nè. Đó. Trời ơi, coi bán đồ về tiện nghe, đi đường xa rồi đâu có thể nào mà lấy điện thoại ra rồi cầm lấy được. Trong đây còn có ngăn nè, để điện thoại, để đồ dùng gì cũng rất ok nha. Đó, thiết kế là chuyên về để lên đầu xe đó. À, vẫn có chống nước gì không nha? Có luôn, chống nước, chuột nước luôn. Còn nếu mà mưa nhiều á, thì mua thêm cái phân loại mà có cái bọc, cái bao như thế này nè. Không phải là shop nào cũng có nha. Ôi, cái này mình có để trong hả? Này. Ừ, đúng rồi. Ê mà nó mắc không vậy? Chứ này chắc vài trăm ngàn chứ. Có mấy chục à, dưới 100 ngàn. Dạ. Nếu mà không biết cách mua thì có thể hơn 100 ngàn á. Rồi mua đâu rồi sao mới được ghé vậy? Ở góc trái màn hình đó. Ờ. Có để sẵn á. Rồi rồi mà ok. Đi nha.